cả nhà nha, chào cả nhà buổi chiều nha. Hôm nay mình có ít đùi gà, mình chiên đùi gà cả nhà cho con trai lớn ăn. Ở đây Nhung có cái đùi gà để nấu như sốt, cái chén với sốt á. Hôm nay Nhung có tí xíu nước mắm, tiêu, ớt sa tế, với lại tí bột ngọt, tí đường, với lại tương ớt, để nó làm cho cái đùi gà nó thiệt cay cả nhà. Mình quay cho cả nhà coi cho vui ha. Ở nhà mùa này dịch corona, con không đi học, mình không đi làm, chỉ có ăn rồi ngủ, ăn ngủ biết chán quá cả nhà. Cái lúc mà mình đi làm thì mình còn nghỉ 1-2 ngày để mình điều lát để cho khỏe. Bây giờ đó là thoải mái điều lát luôn cả nhà, ăn ngủ biết cả ngày. Giờ mình lấy cái này mình chiên cho con mình ăn, nó ăn vậy thôi nè cả nhà, nó không ăn cơm. Con trai lớn mình nó không ăn cơm nha cả nhà, nó chỉ ăn vậy thôi nè. Đó, giờ Nhung chiên cho nó ít đùi gà, Nhung xốc nước mắm. Xốc nước mắm mà xốc nước mắm thì cay mới ăn nha các bạn. Ảnh ăn là vậy đó. Cho nên Nhung có cái chén xốt nè, để sẵn cái xíu nè xốc nè cả nhà. Đó, quay cho cả nhà coi ha. Cả nhà nha, hôm nay mình quay cho cái này coi cho cả nhà coi cho vui nha. Trong lúc corona như đây đủ đồ để cho Nhung dự trữ 30 ngày chưa, cái đó thì chưa biết nè cả nhà. Đó, ở đây Nhung có thức ăn nè, đồ khô quá các bạn. Và Nhung cũng có hai người bạn tặng cho Nhung 2 bao gạo 50 phao. Tại hôm trước Nhung đi mua không có gạo á cả nhà, còn có 1 bao à, sợ không đủ. Thì bạn Nhung có cho mỗi người cho tặng cho 1 bao. Bạn tốt luôn đó, tại vì họ thấy mình đi mua không có nó rồi họ cho mình. Nhưng mà ai like it, mình rất là thích, mình rất là happy. Trong cái lúc mà mình cần cái gì thì có người cho mình, ủng hộ mình thì mình rất là thích nha cả nhà. Và trong lúc khó khăn á thì nên như đại khái là cái này là chỉ có là đồ khô thôi. Mì gói thì con Nhung mới ăn nhiều, nó ít có ăn cơm. Nó ăn đồ khô hay là đồ Mỹ hoặc là mì gói thì dễ ăn nhất. Đây, còn bún với gạo thì bún thì Nhung ăn, thì sometimes mình cũng dự trữ để nhiều khi không có gạo thì mình còn ăn bún được. Với ít đồ trong đây nữa nè cả nhà coi. Nhung đi chợ mấy ngày nay thì cũng quá trời đồ, rồi cũng có tổng cộng cũng được 3 bao gạo. Thì nhà Nhung thì giữa có mình với ông xã thì ăn cơm nhiều. Đó, như đây là quay cho cả nhà coi cho vui đó. Như đó là dự trữ ăn trong 3 tháng không biết có đủ hay không, nhưng mà it's ok, chắc hết rồi đi mua được. Mình thì lúc nào cũng lo xa, thích mua đồ dự trữ vậy đó cả nhà. Đó, như đó bún á, trong đây bún đó nè các bạn, rồi gạo, rồi nếp, rồi tùm lum tà la, đường. Đường như mua ở trong đây, như cấp trong tủ cũng được mấy bịch đường. Đó, quay cho cả nhà coi để giải cứu được 30 ngày không. Ok cả nhà, bye cả nhà nha. Chúc cả nhà sức khỏe nha. Bye bye. Sắp vàng nha cả nhà. Okay.